Dâu 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 và con sầu, chào mừng năm trai anh em quay trở lại cùng em Minzy trong series bình luận PK League server. Và đây là Minzy chính hãng đến từ server US. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ Entertainment Inherit của server US anh em nhé. Đừng quên 3 hôm giờ ngày của chúng ta, 11h, 15h và 19h. Ngoài ra anh em yêu quý mình thì hãy like và subscribe kênh Đầm YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao em, luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên như này. Rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho em Minzy với cả hai kênh Đầm Gaming và Đầm YouTube. Yeah, và bây giờ thì chiến thôi. Game đấu đầu tiên trong chế độ bắt mùn này. Kula của server S7. Chúng ta có Takuma, Saisiu, Tachibana Ukio và Leo Dị. Ồ, lâu lắm rồi mình như thế US không còn tư chất 15 ở đây. Em bạn có cười Elite và GC à? Cười Elite và GC lấy gì ra chống vậy? Cười Elite và GC lấy gì ra chống vậy? Nhấc người lên đi. Chứ gì đấy, nhấc người à? Ôi, nó tôi đi luôn. À không, hình như con kia nó chém 1 thế nào. Ngay à? Ôi, xem cái kiểu dở hơi này thì hỏng rồi. Nhờ Tachibana Ukyo bên này chấm 1. Ờ, như nó thì chắc 13 hay sao lại nhớ lại là mình thì mình hay nhầm cái con Tachibana này thế nhỉ. Mẹ này ngứa nhờ, mở mụn nhiều. Nó là một cục cải ăn rau mà, nghe chừng lại không ổn nữa. Nhờ lần sau giữ mẹ lại mà nhiều nào kia khác thì chất 13 thật chứ chị trận đùa. I love you. Rồi vào thế rồi. Vào thế rồi. Rồi, mày ngu ơi, mày ngu như ngày, vẫn ngu như ngày nào vậy Rugo. Đúng không? Vẫn ngu như ngày nào, không khá khẩm hơn được. Tư chất tư chất 14 thật anh em ạ. Mình cứ nghĩ nó tư chất 13 cơ, nhưng sorry Tachibana Ukyo nhá. Mình đã đổ lỗi nhầm cho bạn. Mình đã đổ lỗi nhầm cho bạn. Xứng đáng tư chất 14. Mình xin lỗi bạn vì điều đó. Mình xin lỗi bạn nha. Mình xin lỗi bạn nha. Mình cứ đi bạn tư chất 13 cơ. Bạn tư chất 14 thì tuyệt vời quá rồi. Chiến thắng này em Minzy chính hãng trước đối thủ đến từ server 57. Một sự nhầm lẫn nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã biết được đâu mới thực sự là tư chất 14 đúng không anh nhỉ. Danny Paret, vâng ạ, đây là em trai của gì nhở, cái gì Paret nhỉ? Em trai của chủ tịch Real Madrid thì nhỉ, cũng là Paret đấy. Elite. Robert. Gì vậy? Rùa.
thua thì tự sát anh. Chả sang thế bỏ mẹ gì cả. Rùa để khác gì tự sát. Chẳng thấy rùa để khác gì tự sát thôi anh em. Hiểu nhà. Nếu bạn cảm thấy em với tôi không đủ sát thương để giết bạn thì thế thật. Nhìn con. Nhìn con đấy là hiểu. Nhìn con o chi. Tại sao đánh con Meiling? Con Meiling kiểu gì nó cũng biến hình như này. Đánh nó vô nghĩa anh em đúng không? Không sắc đào được trong nó trong cái nhịp đó thì vô nghĩa. Clip thì đánh mẹ em Meili rồi. Không được, mình không hiểu kiểu gì. Cái tên này không biết là con Meili, mình đã thấy nó nghi nghi rồi. Còn anh em mấy cái tên kia mình đã thấy nó nghi nghi rồi. Đúng nó thật như vậy. Ali của xe là 46. Nó sẽ có thứ chất 15 ở đây rồi. Ochi Kula
Lewis theo Smack. Đúng nhờ, Smack lại có khi lấy Saiki. Ui ôi, chít thì lại, ôi ôi. À, nhưng có cả Gunit, là Gunit bịt. Kèo này thua rồi nha. Kèo này thì chịu rồi. Trời, bố Saiki cũng chịu ấy chứ. Sống vậy. Ai cứu bạn nữa. Đã bạn chết chết thì ai cứu bạn nữa mà bạn. Tưởng nào anh em ấy. Chết chết thì bạn lấy cái gì ra bạn thắng gì nhiều. Chết chết thì bạn chỉ có xác định thôi.
Anh em thấy tôi dữ liệu như thần đâu. Nhìn là biết choáng rồi, anh em mới đẳng cấp không? Nhìn là biết choáng rồi, anh em mới đẳng cấp như thế nào? Nhìn là biết choáng, anh em biết nó đẳng cấp như thế nào rồi đấy. Rồi em đéo có à gì còn ăn đéo thì cũng có choáng, nhưng mà tại sao tôi lại không nhìn ra được, tôi nhìn ra vẫn choáng là sai kỳ phải có lý do. Ok, phát này kiểu gì cũng bị choáng anh em, con này phát này kiểu gì cũng bị choáng. Kiểu gì cũng bị choáng. Ờ, thế nó không bị à? Hay là gồng lên rồi đấy. Gồng rồi đấy nhỉ. Gồng lên rồi đấy. Gồng lên lấy tí máu rồi đấy. Gồng lên để lấy tí máu vậy. Điều mà như thế là chưa ăn đủ, anh em hiểu không? Gồng lên lấy tí máu như thế là chưa đủ. Tôi vẫn còn tướng trong người bạn ơi. Cùng đến như đấu tiếp theo. Sundander quit và lại gặp lại thanh niên này rồi. Thanh niên rất quen mặt đấy anh em. Thanh niên cực kỳ quen mặt của chúng ta. Cũng chạy đâu được thanh niên này. Thanh niên Surrender Quit. Thanh niên này gặp rất nhiều đấy anh em nhé. Cứ thỉnh thoảng đánh lại gặp đúng không? Thanh niên này bắt bài để giờ chơi của mình hay sao á? Thanh niên này bắt bài để giờ chơi của mình hay sao? Cái lối này là tôi biết nhá, cái lối giả vờ AFK nhá. Ủa, và nét à? Nét đấm thì kinh lắm. Surrender quit. Nét và sáp à? Mang hai con này vào phát nó sáp có nộ tương đầu luôn. Đúng nhỉ? Ừ đúng rồi. いくぜ。ドロドロ切れるぜ。うわ、ね、本当にね。すごいな、キヨ。キヨ、キヨ。キヨ、キヨ。 Surrender Quit đang cảm thấy rén rồi. Nhìn này tôi cũng rén anh em. Nhìn này tôi cũng rén. Ai quá nhờ. Về này thế đi. Thế đi gì nhở? Thế thì Surrender Quit không chịu rồi rồi. Sao đi phải chính ma rồi nhỉ? Chính ma.
Ma thì cũng thế thôi thôi nha. Chín ma thì chúng ta sửa được chín ma. Đã cũng gồng người lên là thằng này, là thằng này đẩy nó được giáp trạng thái đấy nhỉ. Ây ú, ây ú, ây ú. Chiêu thôi à, đứng được ba quả chỉ là nổi giáp. Mẹ con Vanessa nó bị kinh rồi. Nó bị thần kinh thật rồi. Khánh lưu. Kinh rồi nghe bạn, làm ba quả quá thần kinh luôn. Cay thật. Nét đấm giáp mẹ như con như kia thì chịu rồi. Sức người có hạn rồi.
Sức người có hạn rồi. Thế chịu nào nổi. Tình trận nó cứ im vì một đấm như bố là chịu được. Ngoại dã man thật. Kinh thật đấy. Chịu nha bạn em nha. Game này gánh quá kinh đấy. Bạn em đã bó tay luôn đấy. Không còn sức nào cưỡng hút lại bạn em luôn nha. Clip này mình xin phép tạm dừng đây nhá. Suy quên và bye bye.